mình làm YouTube, mình đừng quay người ta không, mình phải là nhân vật đáng thương. Khi mình trở thành nhân vật đáng thương thì tất cả mọi người sẽ về phía mình. Ui cha, ui dồi, ôi trời ơi, xin chào mọi người. Ngày hôm nay Khoa sẽ review cho mọi người cái món ăn ở một cái nhà hàng đẹp lắm. Trước giờ mọi người chưa bao giờ được ăn cái món ăn ở cái nhà hàng sang trọng này như thế này đâu. Thì mọi người sẽ có cơ hội được thưởng thức, được nhìn thấy những món ăn ngon như thế này. Rồi. Anh. Thôi được rồi, nghỉ ngơi chút đi. À, không nghỉ làm sao được, em tới đây để review mà. Hôm nay Khoa sẽ ăn cùng với một người anh của Khoa nha. Đây cầm cho, ăn đi, cắt rồi ăn rồi nói. Rồi ăn đi. Rồi, để cắt được thịt thì chúng ta cần phải có một cái dĩa và một cái dao. Cái dĩa đây nè, cái này cái nĩa. Cái nĩa và một cái... Cái này là cái gì anh? Cái nĩa. Sao thịt nhà hàng nó dai quá vậy ta? Thôi khỏi cắt đi, anh cắt sẵn rồi nè. Ăn thôi. Trời ơi, cuộc đời từ bé giờ chưa ăn một miếng thịt nào nó ngon như thế này. Tạc. Chắc, anh, đang ngon mặt em đang ngon mà. Công ty này là công ty chuyên đào tạo YouTuber. Thì đúng rồi. Công ty anh là những đứa nổi tiếng nè. Rich Fan. Đúng rồi, Rich Fan. Feel You. Feel You là em. Feel You đó. À, Feel You đúng rồi. Misty. Virus. Virus. Đó, Virus. À, công ty anh ra hết. Có anh đào tạo streamer, YouTuber để gì? Đó là một cái nghề hiện tại thời thượng có nghề rất khó mà anh dạy em một tháng là em cũng chả biết gì. Sao lại không biết gì anh? Đấy giờ em có chào mọi người rồi em vào em đi ăn vô cái quán sang trọng về mà em khen thì em có gì view? Mà nó ngon thật mà thì em phải khen chứ. Nó ngon thì em ăn, lúc không review. Em review là em phải chê, em phải bóc phốt lật tẩy. Em nhớ cái đợt mà quán bún đậu mà Trang Khoa mà có người ăn bị đau bụng không? Nhớ không? Mà cuối cùng có đau bụng đâu? Có không? Nhân viên của anh mà. Ủa lấy gà nhân viên tới đó hả? Tới nó ăn xong cái về nó khen ngon, anh chửi nó. Quán ăn xong tới nó nói quán là nó đau bụng, bị tối đó là đi ăn chỗ khác. Thôi mình review cái món này đi anh. Thế nên khi mình ăn một nhà hàng như thế này á mà mình khen ngon á là cái chuyện đương nhiên, mình phải bóc phốt, mình phải chê, mình phải dập thì mình mới có view cao được. À, phải có chiêu thì mới có view anh. Chuẩn bị. Đây. Ngày hôm nay thì Khoa sẽ review cái món thịt này. Thịt thì như thế nào? Không chấp nhận được một nhà hàng sang trọng như thế này mà cái thịt này nó còn sống. Thịt này là thịt nướng, này nó phải chín rồi. Cái này là xịt tết, bò bít tết nó phải trong sống vậy đó. À, ít tắt. Bóc phốt phải đúng. Bò bít tết là nó medium rare mà nó sống mà đúng rồi. Medium rare là gì anh? Là chín ở trong màu hồng đó. Chị trong hồng. Dạ. Rồi okay. Anh. Như nào? Không thể chấp nhận được. Bò bít tết mà tại sao lại chín như thế này? Bò bít tết là phải sống. Nửa chín nửa sống là đúng đâu. Chê là biết cách chê. Chê tầm bậy tầm bạ là chúng tới nhà chúng đốt nhà đó. Lại anh. Rất bình thường. Bỏ ra bao nhiêu tiền tới một cái quán sang trọng như thế này, bây giờ cắn một miếng thịt bò rất thường mọi người ạ. Thường sao, thường sao? Nó thường, nó chỉ có mùi bò thường thôi. Chứ nó không có mùi gì khác. Đó. Bao giờ em mới trưởng thành? Thì nó thường lắm. Ăn thịt bò không có mùi bò. Không lẽ ăn thịt bò mà nghe mùi dầu chiên cá? Ôi em lại sai rồi anh. Salad. Salad hả? Tại sao salad này sống như thế này? Đi ta đâu anh? Salad chín hồi nào? Thế giờ phải review rồi anh. Bây giờ ăn nó không ngon nữa. Nghe anh chỉ tới đâu làm tới đó. Dạ. Ăn salad. Con sâu. Trời ơi, một con sâu đậu trên củ xà lách. Con trâu chứ không phải con chim. Cái nét không phải la lên. Khi mình la lên là nhân viên quán nó sẽ tới. Thì mình không thể review tiếp được. Mình phải bàng hoàng và nói thì thầm vào cái video này. Ok anh. Bỏ xuống. Dạ. Cứ ăn bình thường nha, khi nào anh báo động là làm nha. Mình phải ăn nhiều, gặp sâu người ta mới tin. Vừa ăn đụng sâu liền ai tin, hiểu không? Chua. Xà lách phải chua chứ. Sao?
có một con sâu. Sâu. Mọi người ơi, có một con sâu ở trên xà lách, nó bám trên xà lách mọi người ơi. Người chứ quán này sao không nên sao? Quán này không lên tới ăn mọi người ơi. Quán này của ai? Quán này của Trường Giang. Đó, phải như vậy. Mình phải như vậy. Bỏ xuống. Trời ơi. Bây giờ cái review đoạn á, nhiều người làm. Bây giờ anh đã cho nhân viên đi khắp khu vực này làm cái chuyện khác. Chuyện gì anh? Hidden camera, secret camera. Chuyện gì anh? Camera bí mật. À, lén hả? Quay lén. Giấu kín. Giống như giờ ta hay đi quay lén nghệ sĩ vậy đó. Mình thì không có gặp nghệ sĩ được, nên mình quay lén các cặp tình nhân, sau đó mình tung lên mạng. Vì cái đó mới là có view anh ơi. Đó, khán giả người ta tò mò mà. Quán này tới giờ đông lắm. Chuẩn bị sẵn sàng đi. Thế nào có cái để quay. Cái gì mà nó kiểu công cộng ấy đúng anh? Mà khi mình quay lén là mình để những góc dạng như này. Đây chỉ cho mình núp trong cái cây, đừng cho ta thấy. Và mình vừa làm mình vừa nói: mọi người ơi, mọi người ơi, thấy cặp tình nhân ngồi xa xa không là mình chỉ ngón tay vô cái ống kính. Đừng cho ta thấy mặt mình. Người ta có lỡ vô mình cứ quay lên đi, cái mình giả bộ mình chụp hình. Tranh thủ đi, anh đi toilet cái. Đó. Trời ơi, đi ăn mà đeo khẩu trang như thế kia thì có cái để quay rồi. Hồi nãy giờ á, em bị ngợp quá đó. Tự nhiên bây giờ gặp anh á, cái em cảm thấy một bầu không khí rất là trong lành. Ghét quá à. Muốn cắt cái gì ăn dễ sợ. Bắt bỏ lên dĩa, chấm với tiêu ăn. Tới đây mình ăn đồ nhà hàng đi. Nhớ quá. Nay đẹp quá. Anh ơi, không ra anh có nhớ em không? Nhớ. Nhớ xong nhắn tin cho người ta. Bận quá nên không có nhắn. Vậy hả? Ê, sao tới đây cái anh dạt ra vậy? Hả? Anh hơi hùng cho chúng chứ. Sao mặt anh sợ vậy? Anh sợ người ta thấy. Thấy cái gì đem hôm nào? Em sao vậy? Em ơi. Em. Xin lỗi anh. Anh nhận làm người rồi. Làm cái gì? Em. Ai đây em? Em sao vậy? Em nói là em đang đi làm mà sao giờ em lại ra hiện đằng này ra đây hoài đứa hôn nhau là sao? Đâu có, em đang tiếp khách. Tiếp khách hả? Dạ, em đang tiếp khách, đây là khách hàng của em. Sao em nói cô là người yêu tôi đó. Cô ấy mới là người yêu của tôi. Ôi thằng này. Người yêu tôi. Dạ. Người yêu của tôi. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Cái gì vậy? Này, ủa anh? Cái gì? Anh nói em quay clip đó, em quay... Mày quay lén mà để người ta phát hiện chi vậy? Phát hiện đâu, em phát hiện người ta. Phát hiện người ta làm cái gì? Người yêu em. Trời ơi, nói chuyện đi. Hả? Mày là người yêu tôi nè. Tôi quen 4 tháng rồi. Tôi quen 4 năm rồi. Tôi chán anh lắm rồi. Nghe chưa? Suốt ngày anh không bao giờ lo lắng cho tôi hết. Giác cái máy này quay hết chỗ này tới chỗ kia. Hả? Anh lo lắng gì cho tôi, anh lo được gì cho tôi. Chia tay anh, tôi quen người khác. Ừ. Đi. Lo cho cái máy mày. Đi. Tại sao? Tại sao em nói em yêu tôi mà em chán em chia tay? Uống hết đi cho đỡ buồn. Anh hiểu tâm trạng của chú mà. Em không có tâm trạng uống anh ạ. Thôi thôi đừng uống. Đây. Anh thấy không thể chấp nhận được. Anh bị cái gì đây? Tức là trời ơi, anh này là người anh của em. Thấy cái cảnh này anh không dùng những lời thì khuyên ngăn đưa con dao em là sao? Tôi đang quay thấy tâm trạng. Trời ơi, nãy giờ anh quay hả? Trời ơi, tự nhiên quay vô em làm gì? Mày quay cái cảnh này vô tình gặp ngay đó là bạn gái mày đúng không? Rồi sao anh? Ai là người đáng thương? Em. Đúng vậy, xã hội sẽ về phía em. Cộng đồng mạng sẽ thương em, sẽ like cho em. Và em sẽ nổi tiếng trên cộng đồng mạng. Khi mình làm YouTube mà đừng quay người ta không, mình phải là nhân vật đáng thương. Khi mình trở thành nhân vật đáng thương thì tất cả mọi người sẽ về phía mình và ủng hộ mình. Hiểu chưa?
là em hiểu rồi nhưng mà không được anh ơi. Em là trời ơi đăng lên nhục lắm. Anh sẽ đăng. Hả? Em không đăng đâu. Để anh gửi về công ty. Trời ơi anh. Rồi lát nữa bên đăng clip mình sẽ đăng. Rồi đây chú mày sẽ kiếm được nhiều tiền. Còn bây giờ mày quay cảnh người ta hung nhau, có gì để coi. Mình phải là nạn nhân. Ngồi xuống. Phụ nữ là cái gì? Có cũng được. Có không sao. Bây giờ em sắp trở nên nổi tiếng rồi, sắp kiếm được nhiều tiền rồi. Không có con nhỏ đó thì mình kiếm nhỏ khác. Phụ nữ không là vấn đề gì. Hiểu chưa? Có gì bị buồn bã? Không buồn được anh. Ui sao? Ui dồi ôi. Anh đã đi với con nhỏ nào vậy? Đây là vợ anh. Đứng qua đây. Mày coi tao nói chuyện với người phụ nữ nè. Anh đi với con nhỏ nào? Em thấy hết rồi đó. Anh đeo nào? Anh đi với con nhỏ nào? Cái quận chính gì đó. Anh đi làm. Anh đi làm kiểu gì? Anh đi làm kiểu gì mà anh hôn hết người ta? Anh ôm người ta như vậy? Em anh đừng. Anh không có sợ nữa. Nghe. Em đã thấy hết rồi. Bình tĩnh. Nhiều người ghen tị với cuộc sống của vợ chồng mình. Anh đừng có nói sao. Người ta nói em. Người ta nói không có bằng chứng thì đừng có tin. Em có bằng chứng hết luôn. Người ta gửi cho em cái clip quá trời luôn. Em đã chứng kiến anh hôn người ta 10 lần. Clip nào? Ở đâu? Em thấy trên Facebook đầy luôn kìa. Xung quanh ai cũng gửi cho em hết rồi kìa. Clip trên YouTube hả? Đúng rồi. Ai quay? Em quay. Em quay hả? Hôm bữa em đi review đám ma. Sao anh tới? Ủa luôn đúng rồi, anh lọt vào khung hình em lúc nào cũng không biết luôn á. Còn bây giờ mày quán cái gì nữa? Có chuyện gia đình ta buồn gì mày quán cái gì? Anh mới dạy em mà. Khi mình làm YouTube, mình đừng quay người ta không. Mình phải là nhân vật đáng thương. Khi mình trở thành nhân vật đáng thương thì tất cả mọi người sẽ về phía mình và ủng hộ mình. Hiểu chưa? Mình phải là người đáng thương thì cộng đồng mạng người ta mới thương, người ta mới chia sẻ. Đáng thương là giống như mày mới gọi là đáng thương, còn tao là đáng chết, mày hiểu chưa? Ôi mà anh xin lỗi mà, anh xin lỗi mà, anh xin lỗi mà em ơi. Anh xin lỗi mà em ơi. Em ơi, anh không dám nhận đâu em ơi. Anh ơi, đáng chết người ta còn chia sẻ nhiều hơn đáng thương. Để em đăng liền.